Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video Mommy Barbie luyện ngủ và mình là Phương Thảo. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách luyện easy trong vòng 5 ngày. Mommy Barbie, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được vinh hạnh lựa chọn bởi Google for Startup. Những thông tin trong video này được chia sẻ bởi chuyên gia luyện ngủ Tracy Oak và chuyên gia luyện ngủ Violet Janel. Các bạn lưu ý một điều ạ. Sau khi mà mình chia sẻ về 5 ngày luyện easy cho các em bé thì các bạn chúng ta đừng vội rời khỏi video mà hãy nán lại khoảng 3 phút các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm về một số những cái mặt hạn chế của cái cách luyện này cũng như là cách mà chúng ta có thể khắc phục được những cái hạn chế đó. Các bạn ạ, đầu tiên trong 5 ngày, nghe 5 ngày có vẻ dài nhưng mà thật ra thì chúng ta chỉ cần quan tâm tới một ngày duy nhất, đó là ngày số 3 thôi ạ. Lý do là bởi vì như thế này, ở trong 2 ngày đầu tiên, ở ngày 1 và ngày 2 thì tất cả những gì mà chúng ta làm chỉ cần là quan sát em bé và ghi chép lại thôi các bạn ạ. Đây chính là những lời khuyên từ chuyên gia luyện ngủ Tracy Oak. Rất tiếc là đến ngày hôm nay thì Tracy Oak đã không còn đồng hành cùng chúng ta trên thế giới này. Thế nhưng mà tất cả những cái lời khuyên, những kiến thức, những kinh nghiệm của bà thì vẫn vô cùng hữu dụng với hàng ngàn những bố mẹ trên toàn thế giới. Và ở trong 2 ngày đầu tiên, theo như những lời khuyên của Tracy Oak thì chúng ta chỉ cần quan sát và ghi chép em bé. Có 3 chỉ số quan trọng nhất mà chúng ta nên ghi chép lại các bạn nhé. Thứ nhất là thời gian chúng ta cho con ăn. Thứ hai là độ dài của giấc ngủ. Và thứ ba đó là giờ mà con đi ngủ đêm. Đó là 3 chỉ số quan trọng nhất. Và các bạn ạ, nếu như mà mẹ nào mà đã từng dùng ứng dụng Mommy Barbie của chúng mình thì chắc hẳn là các mẹ cũng thấy là chúng mình có nguyên một phần, đó là phần lịch sinh hoạt đúng không ạ? Mẹ sẽ nhập vào đó hàng ngày những cái bữa ăn, những cái giấc ngủ, thậm chí là giờ hút sữa hay là con đi đại tiện tiểu tiện. Tất cả những cái đó để chúng ta có thể biết được là một ngày của em bé đã trôi qua như thế nào, tổng ăn bao nhiêu ml, tổng ngủ là bao nhiêu tiếng, từ đó thì có sự điều chỉnh cho phù hợp nhất với em. Đó chính là những gì mà Tracy Oak yêu cầu chúng ta là hãy làm trong 2 ngày đầu tiên khi mà luyện easy đi ạ. Sau 2 ngày này, đến ngày thứ 3 nha các bạn. Điều quan trọng nhất ở ngày thứ 3 mà Tracy Oak nhấn mạnh đó là hãy đánh thức em bé dậy vào lúc 7 giờ sáng. Bất kể là những ngày trước đó em bé của các bạn ngủ lúc mấy giờ đi chăng nữa thì ở ngày thứ 3, ngày 3 hãy đánh thức em bé dậy vào lúc 7 giờ sáng để bắt đầu ngày mới. Tí nữa mình sẽ nói với các bạn về việc là nếu như em bé của bạn không dậy được vào 7 giờ này thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhá. Sau khi mà cho em bé dậy vào lúc 7 giờ, chúng ta bắt đầu thực hành nguyên tắc 2 cộng 2, tức là 2 giờ em bé thức và 2 giờ em bé ngủ. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để nhìn lại lịch sinh hoạt cụ thể của một em bé theo Easy 4. 7 giờ bé dậy, ăn. 7 giờ 30 bé chơi, 9 giờ bé ngủ, 11 giờ bé ăn, 11 giờ 30 bé chơi, 13 giờ bé ngủ, 15 giờ bé ăn, 15 giờ 30 bé chơi, 17 hoặc 18 giờ bé sẽ ngủ giấc ngắn 30 tới 45 phút, 19 giờ bé ăn rồi tắm, 19 giờ 30 bé ngủ đêm và 23 giờ bé ăn khi đang ngủ, hay còn gọi là dream feed, ăn trong mơ. Các bạn ạ, một lời khuyên của Tracy Oak ở đây đó là hãy cố gắng bám sát hết sức có thể với những cái con số mà cô đã đưa ra ở trong cái lịch sinh hoạt này. 7 giờ em bé dậy, bạn cho em bé ăn. Sau khi ăn xong nha các bạn, chúng ta cố gắng làm mọi cách khua chiêng gõ trống để giữ cho em bé thức tới khoảng 9 giờ thì mới đi ngủ theo đúng lịch. Tuy nhiên có một điều ạ, Tracy Oak lưu ý đó là trước khi mà em bé đi ngủ khoảng 20 phút, tức là vào khoảng 8 giờ 40 phút ạ, 8 giờ 40 phút, chúng ta nên đưa con vào phòng để thực hiện trình tự ngủ ngày. Tiến tới mốc là 9 giờ thì em bé có thể ngủ được. Ở đây các bạn lưu ý một điều ạ, đó là càng lớn thì em bé sẽ thức càng dài. Easy 4 thông thường được khuyến cáo cho các em bé trong giai đoạn là từ 4 cho tới 7 tháng tuổi, nhưng vẫn có những em bé lớn hơn 7 tháng tuổi vẫn có thể theo được Easy 4. Và càng lớn thì các em có thể càng thức lâu hơn. Điều quan trọng là chúng ta cố gắng bám sát cái khung thời gian này ạ. 9 giờ em bé sẽ đi ngủ và mục tiêu ở đây là tới 11 giờ thì em bé sẽ dậy các bạn ạ. Và các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần ạ. Một giấc ngủ dài 1,5 hoặc là 2 tiếng, nhưng chúng ta có thể mất từ 45 cho tới 60 phút để dỗ con, và điều này là bình thường ở cái ngày đầu tiên mà chúng ta chính thức luyện ngủ ạ. Các bạn đã xem video bế lên đặt xuống mà Mommy Barbie đã từng thực hiện chưa ạ? Đó là một trong những cái phương pháp luyện ngủ rất là phù hợp với các em bé ở giai đoạn này. Các bạn hãy xem lại video cũ đó nhé. Tức là chúng ta sẽ bế lên khi mà em bé khóc và đặt xuống khi mà em bé nín. Các bạn lưu ý một chi tiết rất quan trọng ở đây ạ, đó là đặt xuống khi em bé nín chứ không phải là đặt xuống khi em bé ngủ. Tại sao lại phải như vậy?
Chúng ta cần đặt xuống khi em bé đã bình tĩnh, đã được trấn an và con nín rồi, đặt con xuống để cho con có thể tự ngủ ở trong cũi thay vì là ngủ ở trên tay mẹ. Với các em bé có một điều như thế này ạ, nếu như bạn để cho con ngủ trên tay mẹ thì khi mà con thức dậy giữa giấc ngủ, con thấy là ô, đây không phải là tay mẹ, đây là một nơi khác, đây là cũi, đây là giường, đây là đâu đó. Tức là em bé đã bị thay đổi môi trường so với lúc mà em bé ngủ. Điều này khiến cho em bé rất dễ khóc và em không sẵn sàng để ngủ nối sang giấc ngủ tiếp theo. Chính vì vậy mà các em bé mà quen với việc là ngủ ở trên tay mẹ thì khi mà các con thức dậy ở giữa giấc ngủ khó để có thể ngủ lại lắm các bạn ạ. Nếu như chúng ta muốn luyện tự ngủ cho con tốt thì mình phải đặt con xuống khi mà con chưa ngủ mà con mới chỉ buồn ngủ và bình tĩnh thôi. Ngày đầu tiên bạn sẽ mất 45 cho tới 60 phút để dỗ con. Bạn lưu ý ở ngày này có một mốc như thế này. Tức là nếu như mà bạn thấy em bé ngủ được 1 tiếng 15 phút mà em bé dậy, hãy dỗ cho con ngủ lại ạ. Tại sao lại phải làm như vậy ạ? Bởi vì em bé đang mới trong quá trình luyện mà các bạn, và chúng ta tiến tới là giấc ngủ ngày của em bé sẽ dài và ổn định nhất có thể các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với, đây là ngày 3, bây giờ thì sẽ là ngày 4 ạ. Ngày 4 chúng ta sẽ thực hiện đúng như ngày số 3, nhưng có một điểm khác như thế này ạ. Ngày đầu chúng ta mất 45 cho tới 60 phút để mà bế lên đặt xuống. Ngày thứ 2 chúng ta tiến tới là mình sẽ chỉ mất khoảng 30 phút bế lên đặt xuống thôi các bạn ạ. Tức là qua mỗi ngày chúng ta cố gắng giảm dần cái thời gian mà mình bế lên đặt xuống, tức là cái thời gian mà mình can thiệp, và cố gắng tăng cái thời gian mà em bé tự ngủ ngon ở trong cũi của mình. Một điểm khác nữa ở ngày này đó là như ngày hôm trước ạ, nếu con ngủ được 1 giờ 15 phút, mình phải cố dỗ cho con ngủ tiếp, thì đến ngày hôm nay nếu như con ngủ 1 giờ 15 phút mà con dậy vui vẻ tỉnh táo thì mình cho con dậy luôn nha các bạn. Còn nếu như em bé mới ngủ được có 1 giờ thôi thì chúng ta lại phải bế lên đặt xuống để cho con ngủ lại. Tại sao lại như thế này? Tracy nói rằng bởi vì em bé khi mà luyện ngủ các bạn, rất dễ là khi mà con đến một cái đoạn ấy, mà con đã bắt đầu luyện ngủ rồi thì em bé bắt đầu đi thụt lùi. Tức là đang ngủ ngon rồi, những ngày hôm sau đi thụt lùi, ngủ kém và giấc ngắn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải theo dõi cái biểu hiện của con ở cái ngày thứ tư này. Nếu 1 giờ 15 mà tỉnh táo, tốt thì cho con dậy. Còn nếu 1 giờ 15 phút mà vẫn còn gật gù thì mình có thể cho con ngủ tiếp. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở mốc 1 giờ thôi, tức là bị kém đi 15 phút so với ngày trước đó, thì chúng ta nên bế lên đặt xuống để cho con có thể ngủ lại. Và đến ngày thứ 5, ngày cuối cùng ạ, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta làm tương tự như 2 ngày trên thôi. Và mục tiêu đó là tiếp tục giảm thêm cái thời gian mà bế lên đặt xuống, không còn là 30 phút nữa mà ít hơn nữa thì càng tốt ạ. Đây là 5 ngày luyện lý tưởng nha các bạn. Tức là nếu như các em bé của các bạn dễ luyện thì em bé có thể là đi theo cái lịch trình này của Tracy Oak. Chúng ta sẽ nói lại một chút nhé. Điều quan trọng nhất đó là 7 giờ con cần dậy và ăn. Điều quan trọng thứ hai là bám sát lịch hết sức có thể ạ. Đó là 9 giờ thì con ngủ và 11 giờ thì con lại dậy. Tiếp theo các bạn lưu ý một điều, đó là 1 giờ 15 phút mà con thức dậy thì chúng ta cần phải dỗ cho con ngủ lại. Nhưng đến ngày hôm sau, chỉ cần 1 giờ thôi ạ, không cần đến 1 giờ 15 phút nữa. Bây giờ ạ, như ban nãy mình có nói lúc đầu đúng không ạ? Đó là chúng ta hãy nói lại một chút để nói về một số những cái điểm hạn chế của cái cách luyện này và cách mà chúng ta có thể khắc phục được những cái hạn chế đó. Như ban nãy mình chia sẻ ạ, đó là 7 giờ chúng ta sẽ cho em bé dậy và ăn đúng theo lịch Easy 4 của Tracy Oak đúng không ạ? Tuy nhiên phải làm thế nào nếu như em bé của các bạn không thể dậy được vào lúc 7 giờ ạ? Điều này thường xảy ra với những em bé mà đã quen với việc là ngủ đêm muộn và sáng hôm sau cũng thức dậy muộn. Một trường hợp rất thực tế tại Mommy Baby đó là có những em bé 11 giờ hoặc là 10 giờ các con mới dậy vào buổi sáng. Có một thực tế ạ, đó là có một số em bé khi mà mẹ tìm đến Mommy Baby để tư vấn giấc ngủ cho con thì các em bé lúc này bình minh sáng vào lúc 11 giờ, một số em thì đang là 10 giờ. Và các bạn lưu ý, nếu như con mà đang thức dậy 10 giờ, 11 giờ sáng và quen với cái nếp đó rồi mà vèo một cái mình chuyển về bắt con phải dậy luôn vào lúc 7 giờ thì rất dễ là em bé sẽ bị gắt ngủ. Một khi mà cái giấc ngủ đầu tiên mà đã gắt gỏng tùm lum lên thì rất dễ kéo theo là cả một ngày, ngày hôm đó là thôi ạ, nhì nhằng vô cùng luôn và chệch nhịp hoàn toàn luôn, rất là khó để có thể luyện cho con. Và mỗi khi con khóc thì mẹ không biết là bây giờ mình nên làm gì, nên cho ăn hay cho ngủ nhỉ? Thế thì trong trường hợp này, nếu như bạn thấy là con của bạn ấy thức dậy quá muộn so với cái mốc 7 giờ này này thì đừng lùi luôn về 7 giờ, bởi vì em bé rất dễ là bị gắt ngủ và quan trọng hơn nữa là em bé dễ bị thiếu ngủ các bạn ạ. Mình làm thế nào? Hãy áp dụng kỹ thuật của chuyên gia luyện ngủ Violet Janin, đó là chúng ta sẽ dịch chuyển từ từ. Hôm nay 11 giờ, ngày mai 10 giờ 30,
Hoặc là nếu mà em bé chưa thể dịch được đến 30 phút sớm lên thì 15 phút thôi cũng đã là rất tốt rồi các bạn. Tiếp theo đó là 10 giờ, ngày hôm sau nữa là 9:30, xong rồi đến 9 giờ, xong rồi đến 8:30, xong rồi hôm sau nữa 8 giờ, 7:30 và cuối cùng là 7 giờ. Các bạn nhìn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày. Tức là thay vì luyện ngủ 5 ngày như của Jaysook đưa ra, chúng ta sẽ mất tới 9 ngày để dịch chuyển từ từ cái giờ ngủ, cái giờ thức dậy của em bé vào buổi sáng. Đây sẽ là phương pháp nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và khi mà chúng mình áp dụng cái phương pháp này cho nhiều em bé ở Mommy Baby thì các mẹ cũng nói là thực sự con em phải như thế này, chứ mà không thể nào mà chuyển dịch từ 11 giờ hoặc 10 giờ về 7 giờ luôn được đâu các bạn ạ. Đây chính là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà luyện ngủ cho con các bạn nhé. Một điều tiếp theo chúng ta cần lưu ý đó là một số mẹ bảo con em thức dậy mỗi ngày một giờ khác nhau. Chính Jaysook cũng nói rằng em bé không thể như một cái đồng hồ và chúng ta đừng cứng nhắc, đó là đừng bắt em bé ngày nào cũng dậy vào 7 giờ các bạn ạ. Cô ấy nói là chỉ có lúc mà chúng ta mới luyện thì mới nên 7 giờ. Còn khi mà em bé của các bạn đã có kỹ năng tự ngủ tốt rồi, đã theo Easy tốt rồi thì chúng ta cái mức độ dịch chuyển phù hợp đó là 30 phút. Tức là hôm nay 7 giờ, ngày mai 7 rưỡi, xong ngày kia 8 giờ là không sao cả. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên cho con thức dậy buổi sáng vào lúc 6 cho tới 8 giờ các bạn nhé. Và theo như một số những lời khuyên của Violet Janet thì chúng ta có thể dịch chuyển tới 8:30 cũng được ạ. Nếu như mà bạn thấy là 8 giờ gọi em bé vất vả mãi xong đến 8:30 dậy cũng không sao cả, chúng ta có thể du di, có thể linh động một chút cho em bé. Nhưng giờ lý tưởng sẽ là từ 6 cho tới 8 giờ. Khi mà em bé của các bạn dịch chuyển lên xuống 6 hoặc 8 giờ thì toàn bộ nếp sinh hoạt trong ngày phải đổi các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy lịch Easy 4 của chúng ta một lần nữa hiển thị trên màn hình ạ. Đó là 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 13 giờ đúng không ạ? Nhưng nếu như em bé của các bạn bắt đầu giờ sáng vào lúc 6 giờ thì các mốc thời gian này sẽ phải là 6, 8, 10, 12 đúng không ạ? Còn nếu em bé dậy vào lúc 8 giờ thì sẽ là 8, 10, 12, 14 như vậy ạ. Chúng ta cần phải linh động mỗi ngày theo em bé các bạn nhé. Vừa xong thì mình đã chia sẻ với các bạn về 5 ngày luyện ngủ đầu tiên cho các em bé mà mẹ muốn theo Easy. Đây là Easy 4, với Easy 3 chúng ta có thể làm tương tự ạ. Nhưng mình nói trước một điều, Easy 3 khó hơn Easy 4 đấy ạ. Và có một điều rất quan trọng nữa mà Mommy Baby đã từng nói trong các video trước, đó là em bé không bắt buộc phải luyện Easy đâu các bạn ạ. Đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên, chúng ta hãy linh động và lắng nghe em bé. Nếu em bé của các bạn không theo được nếp sinh hoạt Easy, xin mời các bạn chúng ta hãy theo dõi lại những video cũ mà Mommy Baby đã từng thực hiện trước đây. Nếp sinh hoạt theo Easy và không theo Easy cho những em bé 1, 2, 3, 4 tháng tuổi. Ở mỗi tháng chúng mình đều có hai lịch, một lịch Easy và một lịch không phải là Easy. Các bạn hãy xem lại những video cũ nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều những video nữa nói về luyện ngủ. Và hãy cùng chờ đón những video tiếp theo của Mommy Baby luyện ngủ. Tạm biệt các bạn!